Kênh Tự Học Nghề Lập Nghiệp xin chào tất cả các bạn. Đây là những công trình này, các bạn nhìn thấy có đẹp không ạ? Toàn là led dây. Và tôi đã làm đó như thế nào thì các bạn xem video, xem cách làm của tôi nhé. Linh kiện tôi cầm trên tay đó là diode cầu. Và không ai không nhớ tên giai thoại của nó. Diode chỉ có một chiều, làm trai quân tử chỉ yêu một người. Linh kiện này tôi đã sử dụng cho tất cả các công trình mà led dây 220. Rất bền. Tôi đã phát hiện nó vào năm 2017 và đưa vào sử dụng các công trình. Nay những công trình cũng còn đang sử dụng nó. Như các bạn đã biết, nhiều công trình xài hàng chục, hàng trăm cuộn dây như thế này. Và chúng ta sẽ cắt nhỏ ra thì rất là dễ hư hỏng. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đấu dây cực kỳ đơn giản mà sử dụng một con diode đó sử dụng cho 100m. Thì các bạn xem video để biết cách làm và cho nó bền. Bền bỉ với thời gian. Cái dây led gồm có hai cực âm và dương. Đặc biệt dây led này điện 220 nhưng nó dùng điện 220V DC. Bởi vậy cầu diode có nhiệm vụ nắn điện từ AC trở thành DC. Đầu tiên chúng ta sẽ tách cái dây led ra. Các bạn nên nhớ nếu tách dây led này ra không cẩn thận, dây đồng ở bên trong sẽ bị đứt. Bởi vì dây led như thế này, dây đồng bên trong rất ít. Đối với việc chúng ta dùng cây ghim để cắm vào cái đầu, tiếp xúc rất là kém, khoảng một thời gian rất ngắn thì cây ghim đó nó sẽ bị oxy hóa và nó sẽ làm chạm chập, rất là nguy hiểm cho việc cháy nổ. Bởi vậy chúng ta tách ra cẩn thận, lấy dây nối thêm một khúc thì chúng ta sẽ có một đoạn nữa rất là an toàn và tiếp xúc rất tốt. Dây led các bạn chọn loại tốt. Để phát hiện được loại tốt của dây led, ngoài việc người bán cam đoan, còn chúng ta phải kiểm định dây ở bên trong rất là nhiều lỗi, rất là nhiều sợi nhỏ bên trong. Và nó phải chắc chắn là bằng đồng. Nếu bằng nhôm thì sẽ rất là mau hư hỏng. Ta nối thêm một khúc từ dây led ra ngoài một sợi dây điện. Sau đó hàn vào cầu diode. Bước này các bạn nhớ cẩn thận, đừng để cho chạm chập. Riêng cầu diode này các bạn thấp 50m thì không cần phải tản nhiệt. Nếu 100m các bạn phải mua một miếng nhôm để tản nhiệt cho cầu diode này. Tại vì 100m dòng đi qua cầu diode rất khá cao nên tạo thành nhiệt trên cầu diode và cũng dễ hư hỏng cầu diode. Vâng, các bạn biết rồi, một cầu diode có thể sáng được 100m dây, nhớ nha các bạn. 100m dây và mình đã từng sử dụng rồi. Nếu sử dụng 100m dây, các bạn nên gắn tản nhiệt cho nó. Tản nhiệt các bạn đừng quên bôi trên mở dẫn nhiệt nha. Còn đây, các bạn nhìn thấy đây là cầu diode nhỏ, nó chỉ có 1A thôi. Khi mà các bạn dùng cho 1m dây thì được, còn nhiều mét dây thì nó sẽ bị nổ. Và đây là thí nghiệm, nó nổ kinh hồn luôn cho các bạn thấy nè. Nếu các bạn lắp mà sát nhà thì sẽ dễ gây ra cháy nổ. Vâng, các bạn xem video, các bạn thấy nên rút được kinh nghiệm nhiều trong video này. Các bạn nhớ cho mình một like nha. Là cái hoa sen ở vòng xoay ở thấp 10 đó các bạn, tỉnh Đồng Tháp đó, mình đã từng thiết kế cho cái hoa sen này và đến bây giờ thì vẫn còn chạy từ năm 2017 tới giờ rồi. Nếu các bạn mà muốn mình hướng dẫn về cái quy trình làm cái này đó thì các bạn bình luận bên dưới nha. Hôm nay là mùa dịch, các bạn ra đường nên nhớ giữ gìn 5K nha, nhớ mang khẩu trang vào.